Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Khu vườn cổ tích của chị Thảo, một câu chuyện đầy cảm hứng từ người phụ nữ Việt ở Mỹ. Hãy cùng chúng tôi khám phá câu chuyện đầy cảm hứng của chị Thảo, người phụ nữ Việt đã biến một mảnh đất trống thành một khu vườn cổ tích giữa lòng Mỹ. Chào mừng các bạn đến với video mới nhất của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một nhân vật đặc biệt, một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Đó là chị Thảo, chị Thảo một người phụ nữ việt nam đã chọn một con đường khác biệt để vượt qua những khó khăn trong thời kỳ đại dịch cô đã tìm đến với việc làm vườn một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn tinh tế và yêu thương và chính từ đó chị thảo đã tạo nên một khu vườn cổ tích một nơi mang đến niềm vui và bình yên cho mọi người hãy cùng chúng tôi khám phá câu chuyện cảm hứng này và tìm hiểu về khu vườn cổ tích của chị thảo chúng tôi tin rằng qua câu chuyện của chị thảo bạn sẽ tìm thấy niềm vui sự bình yên và cảm hứng để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình tạo dựng khu vườn cổ tích của chị thảo một mảnh đất trống không một bóng cây không một dấu hiệu của sự sống nhưng trong mắt chị thảo đó là một không gian tràn đầy tiềm năng chị thảo bắt đầu bằng việc chọn cây cỏ cô đã chọn những loại cây phù hợp với khí hậu và đất đai ở đây những loại cây có thể sống sót và phát triển mạnh mẽ chị thảo không chỉ chọn cây vì vẻ đẹp của chúng mà còn vì ý nghĩa mà chúng mang lại. Sau đó, chị Thảo bắt tay vào việc trang trí khu vườn. Cô đã sắp xếp cây cỏ một cách tinh tế, tạo ra những góc khuất, những con đường mòn, những khu vực yên tĩnh để thư giãn và tận hưởng. Mỗi chi tiết trong khu vườn đều được chị Thảo chăm chút tỉ mỉ. Và cuối cùng, là việc chăm sóc khu vườn. Chị Thảo đã dành cả trái tim mình cho khu vườn này. Cô chăm sóc mỗi cây cỏ như chăm sóc một đứa trẻ, với tình yêu và sự kiên nhẫn. Qua quá trình tạo dựng khu vườn, chúng ta thấy được tình yêu và niềm đam mê của chị Thảo dành cho công việc này. Khu vườn cổ tích của chị Thảo không chỉ là một không gian xanh mát, mà còn là biểu tượng cho sự kiên trì, sự cố gắng và tình yêu cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi bước vào khu vườn cổ tích của chị Thảo, một không gian mà mỗi góc cạnh, mỗi con đường nhỏ, mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá đều mang một câu chuyện riêng. Khi bước vào khu vườn, bạn sẽ được đắm mình trong không gian yên bình nơi mà thời gian như ngừng lại những góc nhỏ yên tĩnh nơi bạn có thể ngồi xuống thư giãn và tận hưởng không khí trong lành tiếng chìm hót líu lo và tiếng gió rì rầm qua những tán lá nhưng khu vườn của chị thảo không chỉ có những góc yên tĩnh nếu bạn đi sâu hơn vào khu vườn bạn sẽ phát hiện ra những khu vực sôi động với sắc màu rực rỡ và hương thơm quyến rũ của hoa lá mỗi loại hoa mỗi loại cây đều được chị thảo chăm sóc tỉ mỉ và chúng đều đang khoe sắc đua nhau tỏa hương tạo nên một bức tranh sống động đầy màu sắc khu vườn cổ tích của chị thảo nơi mà mỗi cây cỏ mỗi con đường mỗi góc nhỏ đều mang một câu chuyện riêng một câu chuyện về sự kiên trì lòng yêu thương và niềm đam mê và bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tầm nhìn và mục tiêu tương lai của chị thảo cho khu vườn cổ tích của mình chị thảo không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng một khu vườn xinh đẹp cô có những kế hoạch và mục tiêu lớn hơn cho tương lai chị thảo muốn khu vườn của mình không chỉ là nơi thư giãn và tận hưởng mà còn trở thành một nơi để cộng đồng có thể học hỏi trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau chia sẻ niềm đam mê với thiên nhiên chị thảo cũng hy vọng rằng qua khu vườn của mình cô có thể truyền cảm hứng và khích lệ cho những người khác đặc biệt là những người trẻ tuổi để họ cũng tìm thấy niềm đam mê và tình yêu với thiên nhiên và từ đó họ cũng sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống Hãy cùng chúng tôi theo dõi sự phát triển của khu vườn cổ tích của chị Thảo trong tương lai và chúc mừng cô ấy vì những thành công đã đạt được. Chúng tôi tin rằng chị Thảo sẽ tiếp tục làm chúng ta tự hào và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị và bổ ích từ câu chuyện của chị Thảo. Đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những câu chuyện cảm hứng khác về cộng đồng người Việt tại Mỹ. Hãy để lại bình luận và chia sẻ video này để cùng nhau lan tỏa những câu chuyện tuyệt vời này. Chị thảo ơi người phụ nữ việt nam kiên cường vượt qua mọi thách thức để tạo nên khu vườn cổ tích từ mảnh đất trống vô đến khu vườn đầy màu sắc chị đã chứng tỏ cho thế giới thấy sức mạnh của người việt ngày đại dịch bùng phát cô đứng trước thách thức lớn với trái tim đầy quyết tâm và tình yêu với thiên nhiên chị đã không ngần ngại bắt tay vào làm vườn với niềm tin trong trái tim và ước mơ trong tầm tay chị thảo ơi người phụ nữ việt nam kiên cường vượt qua mọi thách thức để tạo nên khu vườn cổ tích từ mảnh đất trống vô đến khu vườn đầy màu sắc chị đã chứng tỏ cho thế giới thấy sức mạnh của người việt cô đã làm việc chăm chỉ học hỏi từ mỗi thất bại với tinh thần kiên trì cô đã vượt qua mọi khó khăn và rồi ngày ấy đã đến khi cô đứng giữa khu vườn với niềm tự hào trong trái tim và niềm vui trong ánh mắt chị thảo ơi người phụ nữ việt nam kiên cường vượt qua mọi thách thức để tạo nên khu vườn cổ tích từ mảnh đất trống vô đến khu vườn đầy màu sắc chị đã chứng tỏ cho thế giới thấy sức mạnh của người việt và bây giờ cô đang ở đây với khu vườn đẹp như mơ cô đã sẵn sàng cho hành trình mới với ước mơ lớn lao chị thảo ơi người phụ nữ việt nam kiên cường chúng tôi tin rằng cô sẽ tiếp tục tỏa sáng và làm chúng tôi tự hào chị thảo ơi người phụ nữ việt nam kiên cường vượt qua mọi thách thức để tạo nên khu vườn cổ tích từ mảnh đất trống vô đến khu vườn đầy màu sắc chị đã chứng tỏ cho thế giới thấy sức mạnh của người việt